nếu mà các bé vân tay tròn tròn thì có thể là bé sẽ có năng khiếu về vẽ, về toán học, về khoa học. Tuy nhiên thì thật ra là tôi cũng chưa nghiên cứu kỹ về vấn đề này. Những cái bé mà càng có nhiều những cái vân tay xoắn ốc như vậy thì bé càng có những cái kỹ năng về hội họa hoặc kỹ thuật rất là khéo. Dấu vân tay sẽ giúp cho cha mẹ nhận biết được tính cách gì ở trẻ nhỏ. Xin mời quý vị hãy cùng Bá Niên tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Em chào chị Thi. Ủa? Nãy giờ đợi em lâu không chị? Trời ơi, cũng không lâu lắm đâu em. Tại sáng chị cho hai đứa nhỏ đi học xong rồi cái lây quay một chút em tới á. Em tưởng là Thiên Bảo Phước Bảo ở đây với tính tới thăm hai đứa một chút. À không, nên nó đi học. Từ lúc bước vô đến giờ thì Bá Niên để ý là thấy chị Uyên Thi đọc cái gì đó mà rất là say sưa, rất là chăm chú nha. Chị đọc cái kết quả phân tích dấu vân tay của hai đứa nè. Khi em muốn biết về một đứa trẻ đó thì có rất là nhiều cách. Em gần gũi bé, em quan sát bé vân vân. Nhưng cái cách hay nhất vẫn là cái cách mà em test cái dấu vân tay của nó. Để em biết về tính cách nè, về khả năng phát triển của não của bé như thế nào nè. Rồi thông qua đó em sẽ đưa ra những cái định hướng phát triển cho bé. Thường thường thì em thấy là các bậc phụ huynh thường mong muốn cho con của mình nó phát triển tính cách cũng như năng khiếu một cách tự nhiên. Mà tại sao chị lại đi quyết định làm cái bản phân tích này vậy chị? Chị thấy là trong một góc nào đó của con mình cũng không thể hiểu hết được. Cho nên là chị và ông xã chị quyết định là chọn cái giải pháp này. Để thông qua cái giải pháp này mình có cái cơ sở vững chắc nhất để mình tham khảo. Và từ đó thì mình so sánh giữa cái kết quả phân tích này. Theo chị thì một cách nó gần hơn và nó chính xác hơn một chút hơn là mình tự nghĩ. Có thể nhiều khi mình tự suy diễn. Coi xong cái bản phân tích này chị thấy là mức độ chuẩn xác của nó như thế nào ạ? Bé này là bé Quốc Bảo, là cảm nhận giai điệu âm sắc rất là cao. Em thấy không, chỉ số tối đa của bé nè. Thông qua cái cô giáo dạy đàn, cô nói là bé cảm thụ gọi là cái sao tiết tấu gì đó, tiết tấu rất là tốt, tức là bé học mỗi lần mà cô dạy cái tiết tấu gì đó thì bé học rất là nhanh. Từ khi chị biết là bé có cái khả năng cảm thụ âm nhạc tốt thì mình đầu tư dành thời gian nhiều hơn. Thay vì trước đây chị cho bé học có một buổi trên một tuần thôi thì bây giờ chị cho bé học hai buổi trên tuần. Còn giống như là em Thiên Bảo thì thôi, cái em này á là bởi vì bé có bị cái hạn chế về ngôn ngữ, cũng vì vậy chị cho bé chơi thể thao. Bây giờ bé học đá bóng. Tại vì khi học đá bóng thì em sẽ tham gia vào môi trường tập thể nè. Rồi khi vào môi trường tập thể thì lúc đó bé sẽ phải tiếp xúc với nhiều người, phải nói chuyện với đồng đội, nói chuyện với huấn luyện viên vân vân. Thì lúc đó chính vì mình biết được cái kết quả này nè thì mình mới tạo cái điều kiện như vậy để mình giúp trẻ hạn chế bớt cái khuyết điểm của nó. Dấu vân tay được hình thành từ lúc trẻ ở trong bụng mẹ, đồng thời với sự hoàn thiện của cấu trúc não bộ. Khi trẻ được 13 đến 19 tuần tuổi, vân tay bắt đầu khởi hiện, cũng là lúc các vùng chính của não bộ được hình thành. Cùng với sự phát triển của trẻ, những đường vân tay lớn dần theo năm tháng và không thay đổi trong suốt cuộc đời mỗi người. Qua cuộc trò chuyện cùng với chị Uyên Thi ngày hôm nay thì Bá Niên mới biết ra được nhiều điều thú vị. Đúng là hiểu được tính cách và khả năng của con cái thì chúng ta có một sự đầu tư định hướng giáo dục nó tốt hơn, đúng không chị? Thưa quý vị, vậy dấu vân tay có ý nghĩa như thế nào trong việc đánh thức tiềm năng của trẻ? Xin chào chị Thanh Yên, dấu vân tay có thể giúp cho các bậc phụ huynh có thể nhận biết điều gì ở trẻ ạ? Dấu vân tay của trẻ cũng như là một cá nhân con người là một biểu hiện của tế bào thần kinh trên não. Ví dụ như tổng những cái đường vân trên các ngón tay của con người, nó là đại diện cho các số lượng neuron thần kinh trên não. Vì thế thông qua sự phân bổ, sự dày đặc của dấu vân tay trên mỗi ngón tay, nó là một sự biểu hiện sự dày đặc neuron thần kinh trên từng thùy của não bộ. Từ đó mình có thể biết được vị trí tiềm năng trên não của trẻ và có những phương pháp giáo dục phù hợp kích hoạt những cái tiềm năng đó lên. Năm 1926, tiến sĩ Harold Cumming được xem là cha đẻ của ngành nghiên cứu khoa học dấu vân tay. Ông đưa ra lý luận chỉ số cường độ vân tay, vị trí hình dạng vân tay ở các ngón khác nhau có liên quan đến tiềm năng và trí tuệ của con người. Hiện nay, phân tích dấu vân tay đã được ứng dụng phổ biến trên thế giới, giúp cha mẹ xác định được tính cách, tiềm năng bẩm sinh, khả năng tư duy, định hướng được phương pháp học tập phù hợp nhằm phát huy tối đa sở trường, tiềm năng riêng ở mỗi trẻ. Thông qua dấu vân tay, chúng ta có thể biết được là vị trí của thùy
trước trán, thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm và thùy thái dương, nó liên quan đến 5 cái ngón tay của mình. Và tay trái sẽ liên quan đến não phải, tay phải sẽ liên quan đến não trái. Ví dụ như là thùy trước trán nó thể hiện cái khả năng quản lý hành vi của bản thân, khả năng tự tin của bản thân. Một đứa trẻ nó có tự tin giao tiếp hay không, nó có tự tin để mà làm một công việc gì đó hay không, nó đều nằm ở hai ngón cái, nó liên quan tới thùy trước trán. Thùy trán nó liên quan đến khả năng logic, lập luận, khả năng tính toán, khả năng tưởng tượng, khả năng thiết kế ý tưởng. Thì nếu như một đứa trẻ mà nó giỏi về toán, logic thì tại vị trí của hai ngón trỏ, những cái đường vân của nó sẽ rất là dày đặc. Và nếu như những đứa trẻ mà nó hay vận động nhiều, khéo tay, chạy nhảy nhiều thì nó liên quan đến hai cái ngón giữa, liên quan tới thùy đỉnh. Và nếu như tại vị trí đó nó dày đặc thì trẻ sẽ có khả năng trở thành một vận động viên giỏi, hoặc là một diễn viên múa, hoặc là những nghệ sĩ, ví dụ như họ hội họa, hoặc là làm những cái công việc thủ công mỹ nghệ giỏi. Đối với hai ngón áp út là hai ngón nó liên quan đến thùy thái dương. Một đứa trẻ có hấp thu ngôn ngữ nhanh hay không, có biện luận ngôn ngữ giỏi hay không, nó đều nằm ở cái sự dày đặc của hai ngón áp út. Và hai ngón út là khả năng của thùy chẩm, đó là mắt. Một đứa trẻ có khả năng nhìn nhận thẩm mỹ hay không, có khả năng đọc sách nhiều hay không, có khả năng nhìn nhận sự vật, sự việc ở trên bàn, nó dễ kiếm đồ vật hay không, nó có dễ lạc đường hay không, nó đều nằm ở hai ngón út. Chị Thanh Y có thể chia sẻ về quy trình thực hiện sinh trắc học dấu vân tay ạ? Ngành sinh trắc học dấu vân tay được phân tích trên hai hình thức. Thứ nhất là lượng tính và thứ hai là hình tính. Ví dụ như lượng tính là như hồi nãy chị nói là tổng những cái đường vân trên các ngón tay. Còn hình tính tức là hình dạng của những cái chủng vân tay đó. Thì một số nhân vật nổi tiếng có những cái hình dạng của chủng vân tay đặc biệt, thì họ cũng sẽ thể hiện cái sự đặc biệt của họ. Ông Elvis Presley là một nhạc công, thì ông có một cái chủng vân tay Peacock Eyes nằm ở ngay cái khả năng cảm thụ âm nhạc, cho nên khả năng cảm thụ âm nhạc của ông rất là tuyệt vời. Hoặc là ông Walt Disney. Ông Walt Disney là hãng phim hoạt hình em biết là rất là nổi tiếng, thì ông lại có cái dấu vân tay Peacock Eyes nằm ở khả năng tưởng tượng, cho nên những cái câu chuyện, những cái bộ phim mà ông sáng tạo ra nó mang đầy cái khả năng tưởng tượng rất là tốt. Hiện nay ở Việt Nam, các bậc phụ huynh muốn xin trắc học dấu vân tay cho trẻ thì họ sẽ đến đâu ạ? Một vài địa chỉ ví dụ như là PowerCode, CID, VMAT hoặc là OTS ở ngoài Hà Nội. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất là hữu ích của chị Thanh Yên trong chương trình ngày hôm nay. Phương tích dấu vân tay giúp nhận biết đặc điểm bẩm sinh, tính cách, sự phân bố lượng tế bào trong não trái và não phải, khám phá tài năng tiềm ẩn trong não, các chỉ số EQ, IQ, AQ, CQ, tài năng vượt trội và ngành nghề phù hợp. Đó chính là những nội dung của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian cho thông tin giải trí. Đừng chỉ hôn lên môi là tác phẩm đầu tay của May, cô gái sinh năm 1988, chủ nhân của nhiều bài viết sâu sắc về phụ nữ. Cuốn sách giống như một lời tự sự dành cho mọi trái tim luôn khao khát yêu thương. May luôn đặt mình vào những vị trí khác nhau để nhìn nhận nỗi lòng và cảm xúc của nhiều người. Một cô gái cô đơn sau cuộc tình tan vỡ, một người đàn ông tuổi 30 mong mỏi một tình yêu thật sự, những cô gái thèm yêu nhưng sợ cưới, những người phụ nữ cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình. Họ nghĩ gì, họ cảm thấy gì và họ sẽ làm gì? Đừng chỉ hôn lên môi đem đến cho độc giả triết lý tâm đắc về tình yêu, cuộc đời và mang cả những giá trị thật, những cảm nhận và yêu thương về mọi lứa tuổi. Sách được nhà xuất bản Văn học phát hành. Nếu bạn đang đi tìm một cuốn sách có đầy đủ các yếu tố hài hước nhưng vẫn có những giây phút trầm lắng, lãng mạn thực tế, có tình yêu trong sáng lứa đôi, bạn bè và tình cảm gia đình, thì Mặt nạ hoàng tử là một cuốn sách đầy màu sắc dành cho bạn. Với 528 trang, truyện như một ly cocktail cho mùa hè, có vị the mát, có vị ngọt, có vị thanh và có vị bùi. Mặt nạ hoàng tử mang thông điệp sự chân thành nơi trái tim mới là điều quan trọng nhất để xây dựng nên một tình yêu vĩnh cửu.